Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với video của mình. Thì tuần vừa rồi có một cái thông tin cũng khá là hot, đấy là VinFast thì họ sẽ mở thêm một cái công ty để cho thuê xe điện. Thì với mình thì cái thông tin này nó sẽ có hai điều mà mình thấy là bắt đầu Vin họ phải thay đổi trong cái chính sách tiếp cận khách người dùng. Nếu mà các bạn có thể để ý là thời gian gần đây thì Vin lại có một cái thông tin ở một số đại lý báo chí họ đưa là Lắc A xả hàng 590 triệu ấy. Thì các bạn cứ hình dung về mặt bản chất là trước đây thì Vin sẽ sử dụng cái chính sách bán hàng là cứ đánh vào giá, có nghĩa là khi mà xe của họ một phần nào đấy đã được gọi là công nhận về mặt chất lượng ở trên thị trường rồi, ví dụ Lắc A, SA hay Fadin thì đều có những gọi là đều là những cái xe vận hành khá là đầm chắc, ổn định chẳng hạn như thế, thì cái câu chuyện tiếp cận người dùng nó chỉ liên quan đến giá thôi. Nhưng mà thời gian gần đây thì họ đang có bị gặp một chút trục trặc trong cái vấn đề tiếp cận khách hàng đối với xe điện. Bởi vì xe điện thì cái câu chuyện tiếp cận người dùng thì nó còn liên quan đến nhiều yếu tố, ví dụ như là hạ tầng, chạm sạc rồi vân vân và mây mây. Và đặc biệt là cái lòng tin của người tiêu dùng, phải nói thật là họ cũng bị mất lòng tin bởi hai yếu tố. Thứ nhất là VinFast mới ra xe xăng xong rồi tự nhiên đùng cái là họ nói bỏ luôn. Thực ra với mình thì nếu VinFast vẫn làm xe xăng thì mình nghĩ sẽ vẫn là ok, giá bán như thế nào thôi. Và đấy, vì họ bỏ luôn xe xăng nên là cái người dùng mua xe điện người ta cũng bị sợ. Bây giờ tôi mua một cái xe về xong đùng cái VinFast lại họ lại bỏ thì sẽ như thế nào? Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là người dùng bị sợ ở cái góc độ là bây giờ cái giá của VinFast họ thay đổi liên tục. Lúc thì đang giá này, chính sách tiên phong như vừa rồi các bạn biết là mua xe điện chính sách tiên phong lại còn đắt hơn cả cái chính sách mua sau. Về sau thì VinFast phải ra một cái chính sách bổ sung, đấy là cho người dùng gọi là tiên phong là đổi một cái voucher để bù lại tiền. Đấy, thì chính vì thế là người dùng là bị lo lắng. Thế thì thay vì cái cách tiếp cận là đánh vào giá, bởi vì mình nghĩ là VinFast họ cũng giảm giá đến cái ngưỡng mà sâu nhất có thể rồi. Và các bạn biết cái chi phí làm xe điện nó không hề nhỏ, thì đâu có thể cứ giảm mãi được, đúng không? Mà bây giờ giảm cũng rất là rẻ rồi. Ví dụ VF8 bản Eco, các bạn mua lăn bánh cả hỗ trợ trước bạ đâu đấy có 700 mấy 800 là đã quá rẻ rồi. Chẳng lẽ giảm nữa, đúng không? Giảm nữa thì làm gì còn lãi nữa. Bởi vì mình nghĩ VinFast họ không còn lãi ở trên khấu hao nữa, tức là lãi trên sản phẩm thì có thể là vẫn có nhé, nhưng mà nếu tính với tỷ suất đầu tư thì mình nghĩ là không có lãi. Thế nên họ tiếp cận khách hàng bằng việc là mở một cái công ty trung gian và cho thuê xe. Thì cái này tiếp cận bằng cách đấy là tăng cái lượt tiếp cận của người dùng đối với xe điện bằng cái việc là thuê theo giờ, gọi là mình nôm na gọi mình theo hiểu là thuê theo giờ. Nếu mà ông không sở hữu lâu dài thì ông có thể sở hữu tạm thời, ví dụ như là thuê xe để trải nghiệm này, rồi khi nào đi đâu đấy về quê hoặc là có đi du lịch thì có thể là thuê VF8 để chạy, thay vì cái việc là cùng số tiền đấy thì chúng ta sẽ thuê những cái xe Vios City hay là những cái xe phổ thông thì chúng ta sẽ thuê VF8 để chúng ta vừa là sử dụng mục đích cá nhân vừa là để chạy trải nghiệm. Cái đấy cũng là một cái phương án tiếp cận hay, và gọi là phương án đấy thì nó sẽ tạo ra được hai cái lợi cho VinFast. Đầu tiên là về dòng tiền, thì Vin vẫn có thể có dòng tiền thụ động để về. Tất nhiên là dòng tiền nó không nhiều, nhưng mà thực ra như các bạn nhìn thấy kinh tế khó khăn như này, bất động sản VinFast cũng phải VinGroup cũng phải chia nhỏ ra để bán, tức là cho nhiều người sở hữu chung một lô đất, thì mình nghĩ ô tô thì đây cũng là một cách. Cái thứ hai nữa là vẫn có dòng tiền thụ động về nhá. Và cái thứ hai nữa là mưa dầm thấm lâu ấy, tức là nhiều người chạy VF8 sẽ bắt đầu trải nghiệm dần được là VF8 có rất nhiều công nghệ thông minh, nhiều cái hay ABC XYZ, và dần dần thì họ sẽ thay đổi cái suy nghĩ và sẽ tiếp cận với VF8 tốt hơn. Hoặc là những người mà người ta chưa sử dụng xe, chưa mua xe, thì sau này người ta có nhu cầu mua xe thì người ta sẽ nghĩ đến VF8 chẳng hạn như vậy, nếu ở trong cái playlist lựa chọn. Đấy là cái góc nhìn của mình về cái vấn đề đấy như thế. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video.